Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Sản xuất tập trung góp phần nâng cao thu nhập ở huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Khoanh nợ, hỗ trợ người chăn nuôi sau dịch tả lợn châu Phi tại Thái Bình. Nhân rộng phong trào phòng chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Bắc Ninh đảm bảo an toàn giao thông đường thủy mùa mưa bão. Thưa quý vị và các bạn, giá trị trên 1 hecta canh tác đạt gần 118 triệu đồng một năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng một năm. Có được kết quả trên, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các xã, hợp tác xã quy hoạch vùng sản xuất tập trung, đưa những cây giống mới có giá trị vào thâm canh và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Đến nay, Yên Mô có 4 vùng sản xuất tập trung có hiệu quả là vùng chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang nuôi cá kết hợp với trồng cây ăn quả, chuyên canh thủy sản ứng dụng công nghệ ao nổi, vùng sản xuất 4 vụ 1 năm và vùng ứng dụng công nghệ tại các xã Yên Thái, Yên Lâm, Yên Mạc, Khánh Dương với tổng diện tích hơn 2.000 ha. Các mô hình đang phát huy hiệu quả, cung ứng ra thị trường những sản phẩm có giá trị. Nhiều hợp tác xã đã liên kết với các doanh nghiệp hỗ trợ bà con giống cây trồng, vật tư để sản xuất theo hướng an toàn. Do vậy, nông sản tại các vùng này đều được liên kết từ khâu sản xuất, chế biến đến tiêu thụ. Giá trị thu nhập trên hecta chuyển đổi đạt từ 250 đến 500 triệu đồng, cao hơn nhiều lần so với cấy lúa. Để phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, Yên Mô đang thu hút doanh nghiệp vào đầu tư, mở rộng mô hình liên kết sản xuất gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm, đồng thời khuyến khích nhân dân sản xuất theo hướng an toàn. Thực hiện đề án phát triển nông nghiệp công nghệ cao vào trong nhà màng, nhà lưới, tính đến thời điểm cuối năm 2018 vừa qua, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương có hơn 20.000 m2 nhà màng, nhà lưới tập trung ở các xã Quang Trung, Thăng Long và Bạch Đằng. Để nâng cao hiệu quả sản xuất trong nhà màng, nhà lưới, các hộ nông dân đều lựa chọn những cây trồng có giá trị kinh tế cao như dưa chuột, dưa lưới, dưa kim cua lương và rau ăn lá. Những sản phẩm nông nghiệp sạch này được tiêu thụ tại các siêu thị giá trị kinh tế cao từ 3 đến 4 lần so với sản phẩm cùng loại canh tác theo phương thức sản xuất truyền thống. Để phát triển nông nghiệp hữu cơ, năm 2019, huyện Kinh Môn phát triển thêm 10.000 m2 nhà màng, nhà lưới. Cùng với phần kinh phí hỗ trợ của tỉnh, huyện Kinh Môn hỗ trợ thêm mỗi mét vuông nhà màng 100.000 đồng và mỗi mét vuông nhà lưới 50.000 đồng. Để giúp chị em phụ nữ chưa có việc làm, thu nhập thấp, Ban Thường vụ Hội Phụ nữ xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đã học hỏi và đưa mô hình nuôi giun quế kết hợp với chăn nuôi và trồng trọt về địa phương để giúp chị em hội viên phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho gia đình. Được sự giúp đỡ của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nghĩa Hưng, bà Đỗ Thị Hải, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nghĩa Minh đã cùng Ban Thường vụ Hội trực tiếp đi tham quan mô hình nuôi giun quế ở huyện Hải Hậu. Nhận thấy mô hình này phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế của địa phương, bà Hải đã mua 10 kg sinh khối giun về nuôi khảo nghiệm và thu được kết quả tốt. Bà Hải đã chia sẻ mô hình để chị em hội viên học và làm theo. Đến nay, toàn xã Nghĩa Minh đã có gần chục hộ nuôi giun quế kết hợp chăn nuôi và trồng trọt. Sau khi trừ chi phí cũng thu lãi hàng chục triệu đồng một năm. Xã Nghĩa Minh hiện có gần 100 con trâu bò, mỗi ngày đàn trâu bò thải ra hàng tấn phân, gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến môi trường. Mô hình nuôi giun quế là phương thức hữu hiệu xử lý nguồn chất thải dư thừa, không những đem lại hiệu quả kinh tế cao, tạo ra sản phẩm nông nghiệp an toàn mà còn góp phần vào cải thiện môi trường ở địa phương. Tin vui đối với những người chăn nuôi lợn, đó là Ngân hàng Nhà nước đang tiến hành khoanh nợ tới 2 năm cho những hộ vay vốn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh kéo dài. Điều này sẽ góp phần giúp những người chăn nuôi có lợn bị dịch tả vượt qua giai đoạn khó khăn, từng bước đi vào ổn định cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Bên chuồng lợn để trống mấy tháng nay, ông Phạm Xuân Hồng, xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình, chăn trở. Thiệt hại từ dịch tả châu Phi vừa qua khiến gia đình ông khốn đốn. Số tiền 250 triệu đầu tư vào con lợn mất trắng. Nay tiền cám vẫn nợ 200 triệu, lãi suất ngân hàng một tháng gần 5 triệu. Này đến hạn phải trả mà chưa biết xoay sở ra sao. Thứ nhất là giãn hoãn nợ cho các hộ nông dân, các hộ chăn nuôi. Hai nữa là đồng thời có chính sách nhất định có một khoản quỹ để hỗ trợ vào cái phần mà lãi suất. Ông Hồng là một trong số hơn 56.000 hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thái Bình lâm vào tình cảnh khó khăn khi bị dịch tả lợn châu Phi. Trước khó khăn của dịch bệnh, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có những yêu cầu các ngân hàng có những phương án hỗ trợ người dân. Tính đến thời điểm tháng 5 năm 2019,
các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ các hộ chăn nuôi lợn ảnh hưởng bởi dịch tả châu Phi với số tiền 5,6 tỷ đồng thông qua các biện pháp cơ cấu lại thời hạn tính nợ, miễn giảm lãi vay. Thời gian qua, trên thị trường, lá chuối đang được ưu tiên lựa chọn sử dụng để gói thực phẩm, dần thay thế cho túi ni lông. Chính vì vậy, nhiều hộ dân ở xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đang phát triển nghề thu mua lá chuối, tận dụng sản phẩm nông nghiệp để nâng cao hiệu quả kinh tế. Hiện xã Tứ Dân có 3 điểm thu mua lá chuối với sản lượng lớn, đó là các gia đình ông Cao Văn Thường, Trần Văn Công, Nguyễn Văn Duy. Theo các hộ dân cho biết, do yêu cầu sử dụng của lá chuối tiêu là lá khô để gói các loại bánh gấc, bánh gai, nên phần lớn phải tranh thủ thu hái trong khoảng thời gian từ 4 đến 9 giờ sáng. Bởi khi ấy, lá chuối mềm, dẻo sẽ dễ dàng dọc và xé lá. Hiện nay, các gia đình đang nhận thu mua lá chuối tiêu khô cho hàng trăm người dân ở địa phương với giá từ 6 đến 18.000 đồng một kg. Tùy vào từng thời điểm, trung bình mỗi tháng, các hộ gia đình xuất bán khoảng 30 đến 60 tấn lá cho thị trường các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa. Không chỉ góp phần tạo thêm thu nhập cho các hộ gia đình với việc sử dụng lá chuối hàng ngày trong cuộc sống, mà còn góp phần bảo vệ môi trường, sức khỏe người tiêu dùng. Phát huy vai trò là cầu nối, giúp thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp. Thời gian qua, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã triển khai nhiều hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên, giúp thanh niên phát triển kinh tế. Để làm tốt công tác này, hàng năm các cấp bộ đoàn đã phối hợp với các cấp các ngành, tích cực tham mưu với tỉnh các nội dung liên quan đến chế độ chính sách, tuyên truyền khảo sát nhu cầu đào tạo nghề của đoàn viên thanh niên, phối hợp với ngành lao động thương binh và xã hội, các trung tâm hướng nghiệp dạy nghề, các doanh nghiệp, trường nghề mở các lớp đào tạo nghề, lớp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tập huấn kiến thức về xây dựng mô hình kinh tế tập thể cho hàng nghìn đoàn viên thanh niên, duy trì có hiệu quả các mô hình câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế. Hiện toàn tỉnh có 156 câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế, thu hút trên 1.800 thanh niên tham gia. Các cấp bộ đoàn còn chủ động phối hợp với ngành liên quan, đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền giới thiệu việc làm cho thanh niên, tổ chức sàn giao dịch việc làm. Kết quả từ năm 2014 đến nay, toàn tỉnh có trên 48.000 thanh niên được tư vấn hướng nghiệp, trên 12.000 thanh niên được giới thiệu việc làm, trên 450 thanh niên được tổ chức đoàn hội tư vấn xuất khẩu lao động. Cùng với đó, các cấp bộ đoàn còn nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội 228 tỷ đồng cho trên 4.100 hộ gia đình vay vốn tại 232 tổ tiết kiệm và vay vốn. Nguồn vốn Quỹ Quốc gia giới thiệu việc làm cũng được phân bổ cụ thể về các địa phương nhằm giúp thanh niên mở rộng sản xuất kinh doanh. Với nhiều giải pháp được triển khai, đã giúp cho đoàn viên thanh niên có việc làm ổn định, tích cực lao động sản xuất, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho các em học sinh trong kỳ nghỉ hè, phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình có nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa tạo điều kiện cho các em thiếu nhi được vui chơi, giao lưu học hỏi, giúp gia đình quản lý con em mình được tốt hơn. Hội thi giai điệu tuổi thần tiên là một trong những nội dung phường Trung Sơn tổ chức cho các em thiếu niên nhi đồng trong kỳ nghỉ hè này. Đây cũng là một trong những hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em và ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6. 19 tiết mục gồm múa, hát, đánh đàn, vẽ tranh và khiêu vũ được các em chuẩn bị khá công phu. Các tiết mục hướng người xem đến những giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình truyền thống và đề cao tình cảm gia đình, tình nghĩa vợ chồng, anh em. Đồng thời đề cao trách nhiệm của các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội về đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Ngoài hoạt động này, còn mở các lớp khiêu vũ, luyện tập cầu lông miễn phí với sự tham gia của hơn 200 em. Tổ chức luyện tập tham gia giải bóng đá thiếu niên nhi đồng của thành phố. Qua đó mang đến cho các em thiếu nhi nhiều kiến thức, kỹ năng cũng như rèn luyện sức khỏe, giúp các em tự tin vững vàng chuẩn bị cho năm học mới với kết quả cao hơn. Thái Bình bốn bề đều là sông ngòi dày đặc, bao phủ. Phòng tránh đuối nước cho trẻ là yêu cầu cấp thiết được đặt ra. Trong đó quan trọng nhất vẫn là dạy cho trẻ những kỹ năng phòng tránh và ứng phó với đuối nước. Với vị trí địa lý và đặc thù địa phương, hầu như nhà nào ở xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư đều có ao. Những chiếc ao luôn là chiếc bẫy nguy hiểm đối với trẻ. Tính từ năm 2007 đến nay, địa phương này có 3 trường hợp đuối nước. Nhận thức được sự nguy hiểm này, những người dân ở đây 2 năm nay đều đưa con em mình đến lớp học bơi do trường tiểu học Bách Thuận tổ chức. Dù là dân nước lụt với 50% biết bơi, nhưng người dân ở đây vẫn lựa chọn đưa con em mình đến trường học bơi, để các thầy ngoài dạy các em biết bơi còn dạy những kỹ năng ở dưới nước an toàn khi gặp bất trắc
phải biết cứu nạn, cấp cứu. Thu gom, phân loại và bán phế liệu, việc làm hiệu quả để biến rác thành tiền và thực hành tiết kiệm. Mô hình này đã được Chi hội người cao tuổi phố Khánh Minh, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình triển khai từ hơn 2 năm và mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực. Qua hơn 2 năm triển khai, việc thu gom rác thải sinh hoạt để gây quỹ đã thu hút gần 40 gia đình hội viên câu lạc bộ dưỡng sinh và Chi hội người cao tuổi trong phố Khánh Minh, phường Ninh Khánh tham gia, đồng thời cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân. Tích tiểu thành đại, các loại phế thải liên tục được tập kết tại đúng nơi quy định và số lượng ngày càng tăng lên. Từ việc bán những thứ tưởng chừng như chỉ để bỏ đi như thế này, trong 2 năm qua đã thu được số tiền trên 7 triệu đồng. Cái thứ nhất là Chi là coi như là đi thăm hỏi ốm đau. Thứ hai là coi như Chi đi tham quan hàng năm. Còn là một số nữa là để là coi như là mua trang phục biểu diễn văn nghệ cho câu lạc bộ, là đi múa hát, giao lưu với các phố. Việc làm của Chi hội người cao tuổi trong phố còn góp phần nâng cao nhận thức về phân loại rác thải sinh hoạt và bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa vứt bừa bãi hoặc không được xử lý đúng cách ra môi trường. Mặt khác, từ khi có thêm nguồn quỹ, các hoạt động của câu lạc bộ dưỡng sinh và Chi hội người cao tuổi phố Khánh Minh ngày càng sôi động, tạo tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau và góp phần xây dựng khu phố ngày càng văn minh hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng chủ đề năm 2019 do tỉnh phát động, Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch. Từ đầu năm đến nay, huyện Lương Tài đã cụ thể hóa nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia nhằm hướng tới mục tiêu cải thiện và bảo vệ môi trường bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để Lương Tài phấn đấu hoàn thành 9 trên tổng số 9 tiêu chí huyện nông thôn mới vào cuối năm nay. Lương Tài là huyện nông nghiệp, do đó, các hoạt động hưởng ứng chủ đề Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch được các tổ chức đoàn thể trên địa bàn huyện hướng dẫn đến là thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, làm sạch ruộng đồng, vớt bèo khơi thông dòng chảy trên kênh mương, ao hồ, bắt ốc bươu vàng, diệt chuột đồng, quét dọn đường làng ngõ xóm, trồng và chăm sóc cây xanh. Tiêu biểu như đoàn thanh niên các cấp trong huyện đã vận động kinh phí xã hội hóa, đạt 142 điểm thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng, trị giá gần 70 triệu đồng. Trồng được 3.500 cây xanh, vớt 1,5 km bèo và tổ chức 51 buổi quét dọn đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải nhựa và bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Thu hút trên 2.100 lượt học sinh, đoàn viên thanh niên tham gia. Nhà huyện nông nghiệp thì cái vấn đề sẽ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật rất là nhiều. Chúng tôi lựa chọn phần việc của mình là làm sạch ruộng đồng, và phải nói là ngay khi phát động thì cũng được các cơ sở đoàn hưởng ứng và nhân dân hưởng rất là cao. Nhiều đơn vị đã triển khai trong toàn xã, và qua đây chúng tôi thấy được thứ nhất là nhận thức của đoàn viên thanh niên được nâng lên và trách nhiệm hơn với môi trường đối với ruộng đồng và tại địa phương mình. Các hoạt động hưởng ứng chủ đề Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch được huyện Lương Tài chỉ đạo thực hiện với phương châm thiết thực, không hình thức, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Trọng tâm là hoàn thành công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường dẫn vào khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung của huyện. Phối hợp lựa chọn nhà đầu tư, công nghệ tiên tiến, xây dựng khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung huyện Lương Tài với diện tích 8,8 ha. Tại thôn Thanh Hà, xã An Thịnh, tổ chức hai đoàn đi thăm nhà máy xử lý rác thải tại thành phố Cần Thơ, thí điểm mô hình phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn tại xã Lâm Thao, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại các điểm tập kết và trung chuyển rác thải nhằm giảm thiểu lượng rác thải tồn đọng. Với những hoạt động thiết thực được triển khai thời gian qua tại huyện Lương Tài đã thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt của cấp ủy chính quyền địa phương, sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân trong thay đổi nhận thức hành vi về ý thức bảo vệ môi trường, hướng tới xây dựng môi trường sống xanh, sạch đẹp và phát triển bền vững. Nhằm kêu gọi những hành động thiết thực thay đổi hành vi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa một lần, các cơ quan, đơn vị và các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã và đang tích cực triển khai thực hiện phong trào chống rác thải nhựa. Hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa do Ủy ban Nhân dân tỉnh phát động, thời gian gần đây, các cuộc họp diễn ra tại huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lâm đều không dùng nước đóng chai nhựa sử dụng một lần, mà thay thế đựng nước bằng bình thủy tinh, sành sứ. Cùng với đó, huyện đã triển khai kế hoạch chống rác thải nhựa tới các ban, ngành, đoàn thể,
và các xã thị trấn trên địa bàn thay đổi hành vi, nâng cao nhận thức, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, thay thế bằng sản phẩm thân thiện với môi trường. Tới đây thì chúng tôi tiếp tục bám sát kế hoạch của Ủy ban dân huyện về thực hiện phong trào chống rác thải nhựa. Thì chúng tôi tiếp tục là chỉ đạo các cơ sở hội làm tốt công tác tuyên truyền thông qua các buổi tập huấn, trong các buổi sinh hoạt hội viên, sinh hoạt câu lạc bộ, với mục đích là mưa dầm thấm sâu để hội viên hiểu rõ và làm sao giảm tải được những cái rác thải ra môi trường. Là cơ quan đầu mối tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh trong việc phát động phong trào chống rác thải nhựa, hiện Sở Tài nguyên và Môi trường đang nỗ lực phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương, các cấp chung tay tuyên truyền, vận động người dân thay đổi thói quen trong việc thải bỏ rác thải nhựa ra môi trường, sử dụng các dụng cụ dễ phân hủy trong cuộc sống hàng ngày, thúc đẩy sự phối hợp của các cấp, các ngành, chính quyền, người dân và doanh nghiệp tích cực thực hiện các giải pháp dài hạn để giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường. Thời gian qua, đã có một số ban ngành, cơ quan hưởng ứng tích cực như Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, thay thế hoàn toàn các chai nhựa, ống nhựa, đĩa nhựa dùng một lần sang sử dụng bình đựng thủy tinh, sành sứ và phát động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hành động, ký cam kết và vận động người thân cùng thực hiện nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần. Sở Tài nguyên Môi trường tiếp tục tham mưu cho tỉnh có những văn bản đôn đốc ủy ban các sở ban ngành toàn thể tỉnh và ủy ban các huyện, thị xã, thành phố là triển khai chương trình, kế hoạch chống rác thải nhựa xuống tận cấp cơ sở và triển khai sâu rộng để phong trào chống rác thải nhựa thực sự đi vào cuộc sống và góp phần giảm thiểu phát sinh chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh, góp phần làm cho môi trường ngày càng sạch sạch đẹp. Với đặc tính bền, khó phân hủy, rác thải từ nhựa và ni lông đã đang gây ô nhiễm môi trường, để lại những hậu quả khôn lường. Hy vọng rằng với sự chung tay của toàn xã hội, phong trào chống rác thải nhựa sẽ đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần bảo vệ môi trường. Để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa trong mùa mưa bão năm 2019, các đơn vị lực lượng chức năng trong tỉnh Bắc Ninh đã và đang tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa, đặc biệt tại các bến khách ngang sông. Nhiệm vụ trọng tâm được lực lượng chức năng của tỉnh Bắc Ninh tăng cường kiểm tra, đó là kiểm tra điều kiện hoạt động của gần 50 bến đò ngang sông và các cảng bến thủy nội địa trên toàn tỉnh, có biện pháp xử lý nghiêm những hành vi vi phạm như không trang bị áo phao hoặc dụng cụ cứu sinh cho người và phương tiện, chở quá số người quy định, tham gia lưu thông trong điều kiện không an toàn, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường thủy để xây dựng nhà ở bến bãi, đặc biệt là các trường hợp tái phạm hoặc các hành vi vi phạm thuyền viên, người lái phương tiện không có bằng chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ hoặc có bằng chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ không phù hợp điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện. Cảng bến thủy nội địa không đủ điều kiện để hoạt động, phương tiện chở quá tải, chở động vật lớn chung với hành khách, phương tiện không có đăng ký đăng kiểm, neo đậu không đúng nơi quy định. Lực lượng chức năng cũng kết hợp tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa đến các chủ phương tiện thô sơ có trọng tải dưới 1 tấn hoặc sức chở dưới 5 người, tiến hành rà soát số lượng phương tiện và tổ chức cho chủ phương tiện ký cam kết thực hiện các quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa. Vài tháng trở lại đây, hoạt động kinh doanh vũ trường karaoke diễn biến phức tạp, một số cơ sở không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Nhằm tăng cường quản lý hoạt động này, Công an thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức ký cam kết thực hiện các quy định đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy. Toàn thành phố hiện có 65 cơ sở kinh doanh vũ trường karaoke. Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an đã thành lập tổ công tác kiểm tra, chấn chỉnh, phát hiện, đấu tranh xử lý các hành vi lợi dụng kinh doanh karaoke để mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra đã phát hiện 42 cơ sở vi phạm, xử phạt hành chính 25 cơ sở, khởi tố 2 vụ 4 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Thời gian tới, công an thành phố tiếp tục tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về kinh doanh vũ trường karaoke và các phương thức hoạt động của các loại tội phạm lợi dụng sơ hở của các cơ sở để hoạt động. Yêu cầu chủ kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.